Gạo là gì? Như các bạn đã biết, gạo là một loại ngũ cốc đã được trồng trong hàng ngàn năm trước. Là một trong những loại ngũ cốc phổ biến nhất trên thế giới. Đây là một loại lương thực chính ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, vân vân. Hiện nay có nhiều loại gạo khác nhau, nhưng phổ biến nhất là gạo trắng và gạo lứt. Để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của các loại gạo này đến sức khỏe như thế nào, đầu tiên là bạn nên tìm hiểu những điều cơ bản sau. Tất cả các loại ngũ cốc nguyên hạt bao gồm 3 thành phần chính. Thứ nhất là cám. Đây là lớp ngoài cùng, nó chứa chất xơ, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Thứ hai là nội nhũ. Đây là lớp nằm ở giữa, cũng là phần lớn nhất của hạt. Nó gần như hoàn toàn là cáp tinh bột và một lượng nhỏ protein. Thứ ba là mầm. Là phần lõi giàu chất dinh dưỡng, có chứa các chất béo, protein, vitamin, khoáng chất. Đặc biệt là các hoạt chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật khác. Ngoài ra, mỗi hạt gạo được bọc trong một lớp vỏ cứng bên ngoài gọi là vỏ trấu. Lớp này cần phải được loại bỏ trong tất cả các loại gạo trước khi nó phải được tiêu thụ. Gạo trắng là gì? Gạo trắng là loại gạo đã loại bỏ phần cám và mầm dinh dưỡng. Nó cũng loại bỏ các vi chất dinh dưỡng của một loại ngũ cốc nên có. Việc làm này nhằm cải thiện hương vị của gạo, kéo dài thời hạn sử dụng và tăng cường khả năng kết hợp trong việc nấu ăn. Điều này làm cho gạo trắng hầu như không có chất xơ, vitamin hoặc khoáng chất. Điều duy nhất còn lại là tinh bột được tiêu hóa nhanh với một lượng nhỏ protein. Chính vì thế, gạo trắng được xếp vào nhóm cáp tinh chế, hay chúng có thể được coi là calo rỗng. Ăn quá nhiều các món ăn từ gạo trắng làm tăng nguy cơ bị thừa cân và mắc nhiều bệnh nguy hiểm khác. Đặc biệt là gạo trắng có GI cao, 100g gạo trắng sống có GI là 83. Trong đó GI là chỉ số đường huyết. Điều này có nghĩa là các món ăn từ gạo trắng sẽ được tiêu hóa nhanh chóng vì có chỉ số đường huyết cao. Chúng cũng dẫn đến việc tăng đột biến lượng đường trong máu và insulin sau bữa ăn. Chỉ sau tầm 1 đến 2 giờ sau khi ăn, chúng sẽ thúc đẩy cơn đói và kích thích các phần của não liên quan đến việc thèm muốn thức ăn. Lượng calo trong gạo trắng là 130 calori cho 100g gạo sống. Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người ăn cáp tinh chế nhiều có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 2 đến 3 lần so với những người ăn ít cáp tinh chế. Gạo lứt là gì? Gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên chất có chứa cả cám và mầm dinh dưỡng thuộc nhóm các nguyên chất có lợi cho sức khỏe. Do đó, gạo lứt rất bổ dưỡng và giàu chất xơ cùng với vitamin B, sắt, magie, phốt pho, v.v. Lượng calo trong gạo lứt là 112 calori cho 100g gạo sống. Nó có chỉ số đường huyết GI bằng 72. Nó giúp bạn thúc đẩy cảm giác no và hạn chế việc thèm ăn. Wow. Kéo dài sự thỏa mãn không đói trong khoảng 3 giờ sau khi ăn. Lưu ý là các loại gạo khác nhau chứa lượng tinh bột khác nhau do những biến đổi trong thành phần tinh bột. Các loại gạo khác nhau có thể có ảnh hưởng sức khỏe khác nhau.
mèo khi lựa chọn gạo để ăn. Hầu hết ngũ cốc nguyên hạt có điểm GI thấp hơn so với ngũ cốc tinh chế. Thành phần tinh bột của gạo có thể là một yếu tố chính trong việc này. Gạo nếp thường chứa nhiều tinh bột amylopectin có GI cao, hay là các loại gạo có độ dính cao, sau khi nấu nói chung đều thường có GI cao. Ngoài ra, gạo không dính có nhiều amylosa và có GI thấp, làm chậm quá trình tiêu hóa nên sẽ lâu bị đói hơn. Nó thậm chí có chứa kháng tinh bột, đó là một loại chất xơ lành mạnh. Nếu không ăn được gạo lứt thì gạo basmati trắng là một loại thực phẩm có GI thấp tốt cho sức khỏe của bạn. Tóm lại, nên chọn ăn các loại gạo không dính sẽ tốt hơn do chúng có mức GI thấp hơn so với các loại gạo dính. Vài lời nhắn gửi tới các bạn. Từ những thông tin trên, chúng ta đều biết rằng ăn gạo lứt có lợi hơn so với ăn gạo trắng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng dù tốt cỡ nào đi nữa thì bất kỳ thực phẩm nào cũng có thể gây tăng cân nếu bạn ăn quá nhiều. Nếu bạn ăn cơm từ các loại gạo trắng hay gạo lứt thì hãy ăn bằng chén. Nhai chậm từ từ để dễ kiểm soát, biết khi nào mình nên dừng lại khi đã no. Không nên ăn bằng tô tổ hay dĩa lớn, rất dễ ăn quá nhiều do cố gắng ăn cho hết phần. Để có một sức khỏe tối ưu và một vóc dáng lý tưởng thì bạn hãy chọn ăn các loại thực phẩm giàu các nguyên chất lành mạnh như rau, trái cây, các loại đậu, khoai lang, khoai tây và yến mạch, vân vân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.